Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 57 của bộ truyện tiên hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 257. Tùng tích của Túy Ngư Thảo. Đường Phong nhìn hắn một cái, rót cho hắn một chén trà rồi mở miệng hỏi. Lục sát tiếp chứ? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, bạn Dược Vương nói. Ta đầu con ngốc, phía trên không có gì, ta còn lục soát làm gì. Ngừng lại một chút, bạn Dược Vương cười hắc hắc. Đường Phong khoát tay cắt đứt ý hắn, mở miệng nói. Nếu không lục soát, vậy là bạn lão không thể tìm ra xà truyền đằng do ta lấy. Vậy theo ước định của chúng ta, có phải là bạn lão chấp nhận xin lỗi ta trước mặt mọi người để rửa sạch nỗi oan ước này cho ta hay không? Dù sao vô duyên, bị vô hòa là tiểu tạc cũng không hay cho lắm điều này sẽ ảnh hưởng đến ánh mắt người khác nhìn ta sau này cái này được được bạn nhật vương gật đầu nói ra rồi thì chắc chắn phải làm chứ vậy còn chờ gì việc này không nên chậm trễ chúng ta đi ra thôi đường phong hoắc mắt đứng lên bạn nhật vương vội kéo hắn lại ấn hắn trên ghế trên mặt một mảnh u sầu ê đường môn à người nhìn lão nhân già ta sống đến chừng này tuổi đầu rồi không dễ dàng đi đúng không người già già mặt ác mộng đi nếu bị người khác cười nhào ta không còn đất dùng thân nói không chừng khi huyết dân trào đột nhiên chết thì sao ý của bạn lão là gì vẻ mặt đường phong cười gian chẳng lẽ bạn lão muốn lật lòng tự mình và miệng mình không không ta làm sao làm ra loại chuyện như vậy được bạn dược vương nghiêm túc nói vậy được rồi ta còn lo lắng bạn lão làm vậy dù gì cũng ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngài nhưng mà vừa rồi có nhiều người nghe được chuyện ta và lão nói với nhau. Bọn họ hiện đang đứng bên ngoài chờ chực kết quả đó. Sắc mặt bàn dược vương biến ảo nhiều lần rồi thở dài một tiếng. Đường môn à, ta biết chắc chắn là người lấy mất xạ truyền đặng. Nhưng rốt cuộc giấu ở nơi nào thì ta không thể tìm ra. Nếu không thì như vậy đi. Hai ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Như thế nào? Đường phong dĩ nhiên sẽ không thừa nhận chuyện tình vô căn cứ này. Đáp ứng điều kiện này của lão ta, không phải là thừa nhận trộm truyền đằng của ông ta hay sao? Sau khi nghe lão ta nói xong, Đường Phong lắc đầu nói. Không được, không được. Nếu để cho người ta biết rằng bạn lão nói một đằng là một nẻo như vậy, thì lão biết giấu mặt đi đâu chứ? Lão Phu không ngại đâu. Bạn Dược Vương oan oan nói. Sau khi nói xong, cảm thấy nói có điều gì không đúng, vội vàng, bổ sung. Lão Phu tuy không ngại với ngươi, nhưng mà bên ngoài nhiều người như vậy, không thể nào để mất hết mặt mũi được. Tiểu huynh đệ à, hãy khoan dung độ lượng giúp ta đi. Đường Phong bưng chén trà lên miệng mình, nhẹ nhàng uống, liếc mắt nhìn bàn dược vương. Hắn cũng biết chuyện không nên làm quá mức, dù sao thì hắn cũng trộm xa truyền đằng. Mặc dù bị lão ta ép nhận, nhưng mình cũng không đúng, để cho bàn dược vương nhận lỗi trước mặt mọi người. Điều này xem ra khó thực hiện. Nếu lão thật sự làm như vậy, thì chẳng khác nào hắn đã đắc tội với lão. Không bằng cấp chút mặt mũi cho lão. Sau này tìm thuốc trong dược phòng, cũng dễ dàng không cần bị ông ta lường biệt. À, sau khi nghỉ xong, đường phong thở dài nói. Bạn lão à, ta có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngươi. Bạn dược vương cần trọng cười. Ngươi có thể hiểu là tốt rồi. Nhưng mà vô duyên vô cớ, bị vu hàm thành kẻ cắp, trong lòng ta cũng không được thoải mái cho lắm. Nếu điều này đồn ra ngoài, không biết người ta sẽ nhìn ta như thế nào chứ? Bị thương trên người cũng có thể chữa trị, nhưng bị tổn thương tinh thần thì khó có thể bù đắp. Bạn Nhật Vương tha thiết, mong chờ nhìn đường phong. Thì hắn nức nở nói, nhưng tay đặt trên đùi không ngừng trà sát. Lão già liếc mắt nhìn nhanh chóng, giữ lấy túi tiền của mình, căm giận nói. Tiền thì không có, bạn thì có một cái Tiền của ta cho dù chết Ta cũng không đưa ra Vậy chuyện này rất khó khăn rồi Đường Phong mặt mày nhăn nhó vẻ mặt thống khổ Bạn Dược Vương nhẹ giọng nói Cùng lắm thì sau này Người mua dược liệu Ta bán cho người đúng giá gốc có được không Nếu như muốn ta luyện dược Ta sẽ không thu tiền của ngươi Điều này nghe còn tạm được Đường Phong biểu môi Hàng vùng muốn lấy ngần phiếu bị bạn lão đầu cướp đoạt không ngờ lão ta lại là một thần dự của, thái độ lại quyết liệt đến như vậy. Bạn dược Vương vào đầu bước tay, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem mình còn có cái gì có thể bồi thường cho đường phong hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt lấp lánh, thử dò xét hỏi. À, đúng rồi, tiểu tử à. Ta nhớ ngày đầu tiên ngươi đến dược phòng, có hai loại dược liệu ngươi không tìm được, có đúng hay không? Đúng, ngụ liều căng cùng tuyến ngư thảo. Đường phong gật đầu, liếc xeo hang nói. Sao vậy? Bạn dược vương cười một tiếng. À, nếu ta nói vị trí của một trong hai loại dược vị đó, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, người thấy thế nào? Đường phong trong lòng kích động trào dân, cố gắng tỉnh táo lại, nhàn nhạt, mở miệng nói. Bạn lão à, thật ra thì ngươi muốn như thế nào đây? Chuyện ngày hôm nay nếu là hiểu nhầm, tất cả mọi người đều là nam nhân, cười một cái coi như xong. Xà truyền đàn gì gì đó có thể bị hao tổn hoặc bị con gì ăn mất, cũng có khi là bị người trong dược viên lấy mất không chừng. Đúng, quả đúng à. Bạn lão đầu không ngừng gật đầu. Là do ta quá kích động rồi. Bất quá, nếu ngài có thành ý như vậy, ta cũng không muốn nói nhảm. Việc hôm nay không phải là không thể giải quyết. Mọi người không cần phải làm tổn thương hòa khí. Như vậy đi, bạn lão người nói tôn tích của dược thảo kia cho ta biết, thì chúng ta huề nhau. Dĩ nhiên sau này ta đến dược phòng, người cũng không được lường ta. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Bàn dược vương nghiêm túc nói. Ngài biết tuần tích của ngụ liệu căng hay tuyến ngư thảo? Đường phong mở miệng hỏi. Là tuyến ngư thảo. Bàn dược vương đáp. Bật quả người nếu không phải rất cần loại thuốc này mà chỉ muốn kiến thức, ta khuyên người nên bỏ đi thôi. Sao vậy? Đường phong chân mày cau lại. Dược liệu này bị thế lực nào lớn nắm giữ hay sao? Cũng không phải. Nó là một vật vô chủ. Bạn Dược Vương nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói, mấy năm trước, ta vô tình phát hiện, lúc đó ta thiếu chút nữa, chết ở địa phương này. Nói nghe một chút đi. Đường Phong tinh thần chấn động. Ra khỏi ô lòng bạo đi theo hướng đông 30 dặm, thường xuyên xuất hiện một số đảo có cá chết chung quanh, hơn nữa trong không khí, nồng nặc mùi rượu. Thời điểm ta ra biển mấy năm trước, phát hiện ra địa phương quỷ dị này, lúc ấy trên thuyền có khoảng 5-6 người. Tất cả mọi người đều tò mò, không biết tại sao lại có mùi rượu bốc ra, bèn xông vào hải vật đó. Kết quả, chỉ trong chốc lát, đã có người say mà ngã. Nói say cũng không đúng, chính xác phải là té xỉu. Lão Phu thường xuyên tiếp xúc với dược vật, tự nhiên cũng cảm thấy ra có điều gì bất thường. Nhưng dù vậy, lúc Lão Phu ra thì đã cảm thấy chóng mặt, cảm giác này giống như là đã uống quá nhiều rượu. Nếu không phải trên người ta, còn đeo mấy viên tinh thần hoàng sợ rằng tất cả mọi người trên thuyền đều chết cả rồi. Lão Phu một mình đem bọn họ trở lại thuyền, thoát khỏi hải vực, chữa trị cho những người kia một lúc lâu, bọn họ mới tỉnh lại. Lúc ấy ta không nghĩ đến, đó là bởi vì túy ngư thảo quay phá, còn tưởng rằng có người hạ độc. Kết quả sau khi cẩn thận xem lại tư liệu trong điện tịch, cùng bản thân mình cảm thụ đã xác định dưới mặt biển chắc chắn có túy ngư thảo tồn tại. Nếu không, làm sao có nhiều ca chết quanh đạo như vậy chứ? Lợi hại như vậy sao? Ngay cả lão cũng không chống lại được. Đường Phong không hỏi hoảng sợ. Bạn Nhật Vương gật đầu. Thế giới rộng lớn, có rất nhiều thứ kỳ lạ. Loại dược vật này, ngay cả địa giai cao thủ, cũng không chịu được. Đây cũng không phải là độc tố, mà là làm cho người ta trở nên say. Cho nên nói, nếu người chỉ muốn xem qua cho biết, thì tốt nhất là không nên đi. Lấy thực lực của người bây giờ, phòng chừng chưa tới gần đã chết trên biển rồi. Vậy thì ta không đi được rồi, tạ ơn bạn lão đã chỉ điểm. Đường Phong thần sắc nghiêm nghị nói, lời này chỉ nói cho bạn Dược Vương nghe. Nếu như biết địa điểm cơ túy người thảo, dĩ nhiên Đường Phong muốn đi tìm một phen rồi. Nếu không bị người khác nhanh chân đến trước, lấy mất thì quá đáng tiếc. Bất quá, Đường Phong đúng là không cần muốn sử dụng dược vật có thể gây hại với địa giai cao thủ. Luyện chế những chất độc cũng không phải là dùng trạng thái ban đầu, mà là trải qua đề luyện, ngừng tù dược tính ra ngoài, cho nên có tác dụng đối biết cao thủ. Nhưng tuyến ngư thảo này, nghe bạn lão đầu nói, nó sống dưới đáy biển, cũng không có ai đi đề luyện dược tính của nó. Uy lực lại còn có thể to lớn như vậy. Đối với đường phong mà nói, loại thuốc này có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với hắn. Mặc dù hôm nay, người khiến cho lão phu mất thể diện, nhưng ta hy vọng người không đi tìm vật kia người là đệ tử xuất sắc nhất ô lòng bảo trong những năm nay. Nếu người có điều gì ngoài ý muốn, bảo chủ chắc chắn sẽ rất thường tâm. Nếu là bảo chủ biết người ra ngoài vì ta, thì những ngày tháng tốt đẹp của lão nhân già ta sẽ chấm dứt. Bạn Nhược Vương liên tục dàn dò. Vân vân, ta tất nhiên sẽ không đi loại địa phương hung hiểm như vậy rồi. Đường Phong gật đầu li lìa, trong lòng thì đang suy tính, không biết kiếm đâu ra một chiếc thuyền để ra biển đây. Tốt lắm, lão phu đã nói địa điểm có túy ngự thảo cho người biết. Hai ta coi như không ai nợ ai. Bạn lão đầu trên mặt ra vẻ dạng ra, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, bên ngoài rất nhiều người tập trung. Chọn những cái ô long bảo đệ tử, còn có hắc y nhân trong ô long bảo. Bạn lão đầu quay đầu nhìn chung quanh, nội giận đùng đùng nói. Đám tiểu tử này, có gì hay mà nhìn? Sau khi nói xong, liền thi triển thần pháp, trầm chốc lát, đã không thấy bóng dáng mọi người thấy không có náo nhiệt thì dần dần tàn đi. Thiết đồ cùng cựu thiên biến khẽ nhìn nhau, hai người cùng đi tới chỗ đường phong. Vào phòng bên trong thì thấy đường phong đang cau mày trầm tư. Cựu thiên biến nói, đường huynh đã xảy ra chuyện gì? Bạn lão đầu sao lại tức giận như vậy? Đường phong khẽ cười một tiếng, à không có chuyện gì lớn, lão đầu này bị thần kinh. Vừa nói vừa rót trà cho hai người, thiết đồ ở một bên hỏi. Mấy ngày qua cũng không thấy người đâu Người đang làm cái gì vậy Tu luyện á à? Đường phòng thuận miệng đáp Trừ tu luyện ra thì ta còn gì có thể làm Cựu thiên biến cười nói Đường huynh quả nhiên rất cố gắng Đúng rồi lần này tới đây Là muốn nói với đường huynh một chuyện Ta vừa đem đến một đồng minh Rất lợi hại Đường phong có chút hưng thú hỏi Lấy ánh mắt của cựu thiên biến mà nói Đồng minh hắn đem đến tất nhiên sẽ không kém Rất đặc thù cũng rất lợi hại. Bất luận kẻ nào cũng không muốn làm đối thủ của nàng. Thứ nạn tình thông chính là âm công. Âm công? Hai mắt đường phong tỏa sáng. Ngoại giới đồn rằng huyết ma đường phong, tình thông vô thường âm công, hoàn toàn là nói mò, là tin đồn tầm bậy. Nhưng hiện tại, hắn là gặp phải một người tinh thông âm công chân chính bên trong ô long bạo. À, là một phụ nữ, gọi là Thu Tuyệt Âm. À, nữ nhân này vốn là không để ý tới ta Nhưng vừa báo tên Đường Huynh ra Nàng lại gật đầu đồng ý Đường Huynh người mặt mũi thật là lớn Tại sao lại là một phụ nữ Thiết đồ ở một bên tức giận nói Có thể nhìn ra hẳn còn có chủ nghĩa nam quyền Cho là tất cả nữ nhân đều không chịu nổi một kích Cũng không nên coi thường nữ nhân này Ẩm công của nàng ta Quỷ dị vô cùng Ta nếu đối đầu với nàng ta Kết quả chắc chắn chính là chết Vậy cũng được ta cũng muốn xem qua. Đường phong không khỏi hàng hái. Sẽ có cơ hội. Cựu thiên biến gợt đầu. Trong vòng một tháng, tất cả mọi người nhất định phải biết đến nhau. Chỉ bất quá hiện tại chưa đủ người. Nếu là có thể tìm thêm một người thì tiểu liên minh có thể chính thức thành lập. Còn thiếu một sao? Trong lòng đường phong vừa động, cựu thiên biến ngẩng đầu hỏi. Đường huynh muốn đề cử người nào hay sao? Đường phong gợt đầu. Cũng có một người, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không. Thiết đồ ở một bên nhìn chăm chăm nói. Không phải là người phụ nữ lần trước ở Diêm Thành chứ. Lần trước, thiết đồ cũng từng gặp qua Hà Hương Ngưng một lần, cũng biết là nàng ở cùng một chỗ với đường phong. Nhưng sau khi tiến vào ô lòng bảo thiết đồ cũng không gặp lại nàng, dễ đem Hà Hương Ngưng quên đi. Bây giờ nghe đường phong nói đến, liền nghĩ tới. Cũng là nữ nhân, cựu thiên biến khẽ mỉm cười. Nàng tên là gì? Bây giờ ta sẽ đi tìm nàng gia nhập Không cần khảo sát một chút sao Đường Phong hỏi Nếu là do đường huynh đề cử Còn cần khảo sát làm gì Huyện gia bình thường Chỉ sợ cũng không lọt vào mắt hai người Cựu thiên biến tiêu sai nói Thực lực của nàng quả thật không tệ Thiết đồ ở một bên nói Lực lượng cương tâm của nàng ta Một khi thi triển ra Có thể thả ra một loại phấn hoa đào độc chứng Thật khiến người ta khó lòng phòng bị nàng gọi là hà hương ngưng thực lực hẳn là không có vấn đề gì ta cũng không biết nàng có đồng ý hay không nữ nhân này có chút kiên cường cùng quật cường có đúng hay không cựu thiên biến lập tức nói tiếp làm sao người biết đường phong ngạc nhiên cựu thiên biến nhếch miệng cười mấy ngày qua ta dò thăm tin tức trong ô long bảo những người có chút thực lực căn bản ta đều biết nữ nhân đường huynh nói ta cũng biết Nghe nói nàng mỗi ngày đều đến diện võ trường tu luyện. Mấy ngày nay mỗi lần từ diện võ trường đi xuống, lúc nào cũng một thân máu chảy đầm đìa. Lúc trước ở thời điểm Diêm Thành xét tuyển bị thương không nhẹ, luyện tập nhiều chiêu thức khó khiến vết thương cũ chưa hồi phục. Nhưng dù vậy, nàng chưa bao giờ nghỉ ngơi quá một ngày. Nữ nhân này khát vọng lực lượng, lượng hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Nàng khiến cho người ta cảm thấy một khát vọng mạnh mẽ lên bằng bất cứ giá nào. Chương 258 Độc xà truyền thân Đường Phong gật đầu Nàng có nỗi khổ tâm riêng Nếu như cựu huynh biết nàng thì dễ dàng rồi Có thời gian thì đến hỏi ý kiến nàng một chút Nếu như nàng nguyện ý Coi như xong Ta sẽ đi diện võ trường tìm nàng Thời điểm này nàng nhất định đang có mặt ở chỗ đó Cựu thiên biến gật đầu Nếu như là Hà Hương ngưng nguyện ý Như vậy năm người chúng ta Chính thức kết thành đồng minh bình cần tin không nhiều năm người chúng ta liên thủ khảo nghiệm sau này không thành vấn đề rồi hơn nữa theo ta được biết tiểu liên minh giống chúng ta hiện tại trong ô lòng bạo đã xuất hiện nhiều sau này mọi người nếu đụng phải người khác cũng nên cẩn thận một chút nói không chừng đang chiến đấu địch nhân bên kia lại xuất hiện đồng bọn mà một đội lớn dĩ nhiên là đám người đại tuyết cung rồi tất cả mọi người đều rất hận bọn chúng Bất quá nhờ lần trước đường huynh dạy dỗ bọn chúng một trận, nên đã trở nên đàng hoàng, không tùy ý khiêu khích những đệ tử khác. Thiết đồ ở một bên cười toe toét như răng trắng nói. Thiết đại gia ta muốn nhìn bọn họ khiêu khích ta. Thiết đồ à, tính người qua cưng trắng, sau này tốt nhất là nên thu liệm một chút, bạn không người đắc tội với người nào cũng không biết. Cựu thiên biến trợn mắt nhìn thiết đồ một cái, chuyển hướng sang đường phong. Chuyện cần nói cũng đã nói xong rồi, đường huynh người không cùng ta đi tìm hà hương ngân sao các người dù sao cũng là quen biết nói chuyện cũng dễ dàng hơn cựu thiền biến mở miệng hỏi đường phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu không ta còn có việc muốn đi làm có cần ta hỗ trợ hay không thiết đồ hỏi cảm ơn ngươi bất quá chuyện này các ngươi không giúp được đường phong đi tìm túy ngư thảo có thể tìm được hay không chưa nói cho dù tìm được rồi đến lúc đó mình có thể chống đỡ được dược tính của túy ngư thảo hay không cũng là một vấn đề. Nếu mà hai người bọn họ đi theo, chỉ thêm vướng tay vướng chân, dù sao bọn họ cũng chưa có uống qua rượu thuốc dùng nấm thất tình ngâm chế. Nhưng nếu như không đi tìm, đường phong không cam lòng, hơn nữa khoảng cách thời hạn một tháng còn hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này hoàn toàn là tự do hoạt động. Ở lại ô lòng Bảo cũng không có việc gì làm, không bằng đi ra ngoài thử vận khí. Đúng rồi, cựu huynh à. Tin tức của người từng đối linh thông. Không biết chung quanh đây, đời nào có thể lấy được thuyền ra biển. Đường Phong nhìn cựu thiên biến hỏi. Người phải đi biển ư? Cựu thiên biến nhớ mày. Đúng, tại đây ra biển có chuyện cần làm. Cái này cũng không khó khăn. Cựu thiên biến thần sắc khó xử. Chung quanh đây, chỉ có ô lòng bạo cùng Diêm Thành. Nếu như muốn ra biển, chỉ có thể lấy thuyền từ ô lòng bạo mặc dù ta xác định bên trong ô long bạo này có thuyền ra biển, nhưng cũng không biết ở địa phương nào. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là đệ tử tần chót, nào ai cho chúng ta mượn thuyền mà ra biển chứ. Còn nữa, ô long bạo cũng không cho đệ tử ra ngoài. Như vậy sao? Đường phong cho mày, vấn đề trước mặt khó khăn đúng là không nhỏ. Ra khỏi ô long bạo là một vấn đề khó khăn. tìm một chiếc thuyền bên trong ô long bạo cũng là một vấn đề khó khăn khác. Trừ phi... Cựu thiên biến ngừng một chút nói. Trừ phi trong ô lòng bạo, đường huynh có người bạo lạnh. Nếu không ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Có người bạo lạnh hắn sao? Hơn nữa còn nhất định phải giúp hắn ra khỏi đảo. Giúp hắn có thuyền ra biển. Trong đầu đường phong không tự chủ được. Hiện ra một bóng người làm cho hắn tương đối khó chịu. Mạng chấp sự lần trước chỉ có gặp mặt một lần. Mặc dù lần đó ông ta chưa cố hắn. Nhưng ai biết ông ta rốt cuộc có ý đồ gì hơn nữa ánh mắt ông ta nhìn hắn trước khi đi rất có thâm ý nếu được đường phong cũng không muốn giao tiếp với ông ta nhưng lúc này đường phong cảm giác mình cũng chỉ có thể đi tìm ông ta trước mắt không còn con đường nào khác nếu như ông ta thật sự giúp thì coi như có cơ hội nếu ông ta không muốn giúp thì cũng không sao dù sao hắn cũng đã biết nơi của tuyến ngư thảo lấy được dược tính của tuyến ngư thảo thì cũng không có bao nhiêu người có thể hái được. Nghĩ tới đây, đường phong quyết định đi tìm mang chấp sự. Nói với thiết đồ cùng cựu thiền biên mấy câu, rồi dặn dò bọn họ không nên đem việc ra biển của hắn nói cho người khác biết. Sau khi đưa bọn họ đi, đường phong cũng rời khỏi phòng. Ra bên ngoài tìm hắc y nhân, hỏi thăm chỗ ở của mang chấp sự, đường phong liền đi đến. Muốn người khác giúp đỡ mình, tất nhiên phải có lệ vật nhưng đường phong không có lệ vật gì có thể đưa ra. Trong mì ảnh không gian cũng có không ít nội đang đăng giá, nhưng thứ đồ chơi này không thể lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp hòa lớn. Đi khoảng một nén nhang, đường phong tìm được chỗ ở của mang chấp sự. Nơi này là một thủy tạ lâu thông thường, thoạt nhìn có chút trang nhã. Một bức tường rào lại một phạm vi lớn, ở giữa tường rào một cánh cửa hình tròn. Nhìn qua bên trong nội môn, thậm chí có thể thấy một mảnh vườn hoa, muôn ngàn đóa hoa nở rộ, từ xa đã người thấy hương thơm. Màn chớp sự thật khiến cho người khác có ý nghĩ xấu xa, rõ ràng là đàn ông mà chỗ ở lại y như của nữ nhân. Đường Phong còn chưa tới cánh cửa, đột nhiên hai nữ nhân từ trong lao ra. Hai nữ nhân này thực lực không yếu, trong nháy mắt đã đặt vũ khí trên cổ Đường Phong. Trong lúc các nàng hành động, Đường Phong đã nhận ra, nhưng rất sáng suốt không phản kháng một nữ nhân lạnh lùng ngó chừng đường phong quát nói chỗ ở của bảo chủ đại nhân không được xông loạn đường phong nghi ngờ nháy mắt ta là tới tìm mang chấp sự có người nói với ta rằng mang chấp sự ở nơi đây đường phong buồn bực một hồi hắn chẳng qua là theo hắc y nhân chỉ dẫn đi tới bên này chưa từng nghĩ đến đây chính là cấm địa trong truyền thuyết chỗ ở của bảo chủ đại nhân phi tiểu nhã. hai nữ nhân liếc nhau một cái nhìn thấy thần sắc đường phong không giống nói dối. Hơn nửa một huyền giai cũng không uy hiếp được các nàng. Nữ nhân vừa mới mở miệng, nói. Mang chấp sự, quả thật ở phụ cận nơi này. Bất quá, hắn ở bên kia. Vừa nói, vừa lấy tay chỉ hướng đi cho đường phong. Theo chỉ dẫn của cô ta, đường phong quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhà độc lập rộng vài chục trường. Xin lỗi, ta lần đầu tiên tới nơi đây. Không biết nơi này là chỗ ở của bảo chủ đại nhân. Đường phòng lung tung nói. Hai nữ nhân thu hồi trường kiếm. Lần sau không nên đi lung tung. Nếu người đã bước qua cửa thì nhất định phải chết. Đà tạ cô nương đã chỉ điểm cho. Đường phòng khách khí nói. Sau đó ngượng ngùng cười với hai người rồi xoay người chạy đi. Đi tới trước cửa. Đường phòng phát hiện cửa phòng không khóa. Hắn giọng hô một câu. Xin hỏi mang chấp sự có ở trong phòng không? Đệ tử đường môn xin cầu kiến. Một lát sau, từ trong phòng truyền ra một thanh âm. Đường môn, vào đi. Đúng là thanh âm của mang chấp sự, ông ta vừa vặn ở trong phòng. Trường 259, có phải là ngài trúng độc? Nhờ tới nam nhân này, khiến cho người ta không thoải mái. Đường phong nổi hết da gà, bất quá nghĩ đến túy ngư thạo vẫn phải cắn răng đi vào. Sau khi vào nhà, một khí tức lạnh lẽo truyền đến, bên tai còn đủ loại tiếng vang ngoài ra còn có mùi hôi thối kỳ lạ. Đường Phong nghi ngờ nhìn chung quanh, thần sắc nghiêm nghị. Bên trong nhà có đủ loại rắn độc, có vài loại rắn đường Phong biết tên, có vài loài không nhận ra, có con loan lộ nhiều màu, có con một thân màu nâu, hoặc là màu xanh, màu trắng. Vừa nhìn cũng biết, đó cũng không phải là rắn bình thường, mà là rắn độc. Những con rắn này quăng bừa bại trên mặt đất, không ngừng lè lưỡi ra, thành âm tê tê, chính là do vô số con rắn này phát ra. Có con còn vòng quanh chân đường phong mấy vòng, nhìn về phía hắn, nhè răng. Dù đường phong không sợ rắn, nhưng nhìn thấy nhiều rắn độc, không ngừng ngọ ngoài như vậy, cũng cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi. Đường phong vẫn không nhúc nhích, động tác chỉ hấp dẫn chú ý của bọn rắn. ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mang chấp sự đang ngồi trên ghế, rắn bò đầy trên người ông ta, nhưng ông ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nhàn nhạt nụ cười, cười dài nhìn đường phong. Chẳng qua là nụ cười kia, giờ phút này cũng trở nên âm trầm như rắn độc. Người là người đầu tiên vào phòng ta mà không thét chói tai chạy đi, biểu hiện không tệ lắm, mang chấp sự tán dương. Bãi kiến mang chấp sự. Đường phong đem cảm giác không thoải mái, cường chế đè ép xuống, nhàn nhạt mở miệng. Nam nhân ngồi trên ghế, chậm rãi đứng dậy, trên miệng cũng không biết thổi cái âm phù gì. Vô số rắn độc bên trong phòng, giống như nghe được mệnh lệnh tụ tập lại một chỗ, sau đó đứng yên không hề cử động. Trong nhà trở nên thoáng đạn hơn không ít. Màng chấp sự hiếp mắt cười nhìn đường phong, mở miệng hỏi. Người đến đây tìm ta, có chuyện gì? Đường phong thật sự không muốn nói nhạm, vốn còn muốn cảm ơn ông ta lần trước giúp hắn, nhưng hiện tại thật sự không muốn ở chỗ này thêm, chỉ có thể mở miệng. Đệ tử muốn ra biển, nhưng không có phương pháp. Mang chấp sự cao mày, hiển nhiên không ngờ đường phong trực tiếp nói ra yêu cầu của mình như vậy. Bất quá cũng không phật lòng, gật đầu nói. Phạm là đệ tử vào ô lòng bạo, muốn ra khỏi bạo thì vô cùng khó khăn, mà người lại còn muốn ra biển, lá gan không nhỏ. Cả ô lòng bạo, đệ tử chỉ biết mỗi mang chấp sự, cho nên chỉ có thể tới tìm ngài. Chỉ có ngài mới dễ dàng giúp đệ tử ra khỏi cửa, những người khác chỉ sợ không có quyền này. Mang chấp sự âm hiểm cười, không sai, ta quả là có quyền này, nhưng mà ta cho người ra biển, ta có thể có được điều gì tốt. lại nói người làm sao có thể đảm bảo không lây cớ rời khỏi Ô Long Bảo? đến lúc đó người không trở về, ta làm sao bẩm báo với bảo chủ đại nhân? Ta cho người rời đi chỉ là một câu nói, nhưng vì ngươi nhận lấy trách nhiệm, ta biết người không quen không biết, hoàn toàn không có lý do để làm như vậy. Đường Phong yên lặng, ông ta nói chính xác cho nên hắn cũng không cách nào có thể phản bác hưởng chi hắn chẳng qua là chỉ tới thử vận vốn không mang nhiều hy vọng ông ta giúp hắn ra biển bây giờ ngay ông ta nói lời này ý niệm trong lòng đường phong cũng là bỏ đi không người nói nếu đã là như vậy thì đệ tử sẽ không quấy rầy mang chấp sự vừa nói vừa xoay người muốn rời đi chờ một chút mang chấp sự đột nhiên gọi đường phong lại chấp sự có gì phần phó sao Đường Phong nghi ngờ nhìn ông ta. Nói cho ta lý do, tại sao ngươi lại muốn ra biển? Mang chấp sự mở miệng hỏi, Đường Phong nghiêm mặt nói. Đệ tử ở đây chỉ còn hơn 20 ngày, nên muốn ra biển tu luyện một lần. Linh khí trên biển nồng đậm hơn nơi này rất nhiều, hơn nữa cũng không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, dễ dàng tu luyện tâm tính cùng ý chí. Lấy cớ này cũng tạm được. Mang chấp sự gật đầu, có thể cho đi. Ý của ngài là, Đường Phong cũng không hiểu người này muốn làm gì. Từ duy lô đích của ông ta không thể dùng lệ thường để đoán được. Lúc bắt đầu thì ông ta nói rõ ràng là không muốn cho hắn ra biển. Nhưng giờ lại hỏi một vấn đề như vậy, khiến cho đường phong lại thấy được một tia hy vọng. Ta không đồng ý cho ngươi ra biển khi nào. Mang chấp sự cười cười, đưa tay ném cho đường phong một thứ. Đường phong nhận lấy, nhìn kỹ một chút, thì ra là ô lòng bạo chấp sự lệnh. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng đường phong vẫn không kìm được vui mừng, vội vàng nói. Tạ ơn mang chấp sự. Không cần nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết người có thể sống sót trên biển trở về hay không. Mang chấp sự mở miệng nói. Chấp sự lê cớ này cũng cũng xem như tạm được. Đường phong cười nhạt nói. Mang chấp sự không có ý kiến, chẳng qua là dặn dò đường phong. Cẩn thận làm việc, lúc ra khỏi bão, không thể để cho bảo chủ đại nhân phát hiện ra bằng không nàng ta sẽ không cho người rời đi. Ra khỏi ô Long Bảo, đi về phía đông vài dặm, nơi đó có tàu thuyền ô Long Bảo tụ tập. Từ nơi đó lấy một cái thuyền để ra biển. Bất quá trong vòng 20 ngày, người phải quay lại đây. Đệ tử tuân lệnh, trong vòng 20 ngày, nhất định sẽ trở về ô Long Bảo. Đường Phong nhớ tới lời căn dặn của ông ta. Mặc dù không thích người này, nhưng ông ta dù sao giúp mình, mình cũng không thể nào làm khó ông ta. Đi đi, Mang chấp sự phất tay nói. Đường Phong hành lệ với ông ta, xoay người đi ra hai bước, đột nhiên dừng một chút, mở miệng nói. Chấp sự, có cầu không biết, có nên nói hay không? Nói đi. Ngài, có phải là trúng độc hay không? Đường Phong quay đầu nhìn ông ta một cái, vẻ mặt mang chấp sự mặc dù không có chút biến hóa nào, nhưng ánh mắt lóe lên một cái, sắc bén vô cùng, ngó chừng đường Phong, mở miệng nói. Chuyện này cả người cũng lo sao. Đệ tử đường đột rồi. Đường Phong gật đầu. Màn chấp sự này sắc mặt tái nhợt như tuyết, không giống người bình thường. Thời điểm lần trước nhìn thấy ông ta, đường Phong còn có chút hoài nghi. Còn lần này, cảm giác rất rõ. Trên người của ông ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như do bác thổi qua, làm cho người ta không kìm được, sợ hãi. Tình huống như vậy chỉ có một, đó chính là ông ta thân trúng kịch độc, không thể giải trừ ra khỏi phòng mang chấp sự. Tâm tình đường phong vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn không biết tại sao mang chấp sự muốn giúp mình. Lý do cũng tuyệt đối không đơn giản như lời ông ta nói. Nhưng mình cuối cùng cũng có thể ra biển rồi. Những thứ khác đều bỏ qua. Mình chẳng qua chỉ là huyền giai. Ông ta làm sao có thể tìm được chỗ tốt nào trên người mình. Ông ta chính là một quái nhân. Hành sự quái dị một chút. Không đợi đường phong bước thêm bước nữa thì thấy cách vài chục trường bên trong chùa bảo chủ đại nhân đi ra một thân ảnh đẹp đẽ yếu điều sắc già bóng loáng trơn mềm mặc trên người cùng trang xanh biếc trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí chương 260 ra biển Phùng lệnh mang chấp sự ra biển tìm một ít đồ vật kính xin tổng quản đại nhân giúp đỡ cho đường phong cáo mượn oai hùng nói mang chấp sự đối phương nhướng mày cũng không nói nhiều dứt khoát gật đầu nói. Nếu mạng chấp sự sai người làm việc, bến tàu tự nhiên sẽ phối hợp, người đi theo ta. Đối phương nói một câu, liền bay thẳng đến bến tàu, vừa đi vừa hỏi. Mạng chấp sự cần tìm thứ gì, sao phải ra biển chứ? Cái này là chuyện riêng của mạng chấp sự, không thể tiết lộ. Đường phong không kiêu ngạo, không xỉm nền đáp. Vì tổng quản cũng biết, mạng chấp sự là một người không dễ trêu chọc. Ở trong ô lòng bạo, trừ bảo chủ đại nhân ra, thì hắn cũng là lớn nhất, dĩ nhiên không tiếp tục nhiều chuyện. Chẳng qua hảo tâm hỏi đường phong. Người cần thuyền như thế nào? Có loại thuyền cho một người ra biển hay không? Một người. Đối phương đột nhiên quay đầu nhìn đường phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người chắc chắn định một mình ra biển ư. Ừ. Đúng vậy, có vấn đề gì sao chứ? Đối phương cau mày. Người trước kia từng có kinh nghiệm ra biển hay chưa? Đường phong thành thật lắc đầu. Ê, à, thật là càng quấy bị tổng quản này lập tức trách cứ. Người chưa từng có kinh nghiệm thì một người làm sao ra biển được. Biển rộng hung hiểm, không phải tự tử như người có thể tưởng tượng được đâu. Cho dù chúng ta có quen thuộc với biển rộng, cũng không dám một mình đơn thân độc mạ mà ra biển. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, làm sao có người biết đường mà cứu người. Chẳng qua chỉ là ra xa khoảng 30 dặm thôi. Đường Phong giải thích, 30 dặm thì cũng nguy hiểm, thuyền nhỏ làm sao có thể ngăn được sóng gió ta tìm cho người một thuyền vừa vừa yên tâm phía trên có thuyền nhỏ cho người sử dụng người có thể dùng thuyền nhỏ đi tìm đồ vật mang chấp sự cần người trên thuyền sẽ không đi theo tự nhiên sẽ không theo dõi cơ mật của mang chấp sự đường phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp được rồi tổng quản đại nhân này nhiệt tình với hắn Phạm chừng không phải vì hắn là người của ô long bảo mà là do thể diện của mang chấp sự bất quá bất kể thế nào đối phương đã nói tới nước này đều hắn cự tuyệt thì không biết điều quá rồi. Hưởng chi đường phong đúng là chưa từng ra biển khơi, cũng chưa từng điều khiển thuyền. Cho dù tìm được một thuyền nhỏ, thì cũng cần thời gian để có thể quen thuộc, gặp phải sóng to do lớn cũng không biết phải làm như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của Tổng quản, hai người đi tới một chiếc thuyền tương đối lớn trước mặt. Con thuyền này cuộc buồm cao chừng 4 năm trường, thuyền dài 5-6 trường, phạm chừng chở mấy người không thành vấn đề tổng quản gọi mười mấy người tới nơi đây, nói với một lão đầu tuổi khá lớn nhưng thận lực không cao. Là lão à, người trẻ tuổi này phụng mệnh mang chốc sự, phải ra biển làm việc, đại khái cần đi khoảng 30 dặm, người dẫn hắn đi đi. Là lão đánh giá đường phong từ trên xuống dưới, từ bên hông rút ra một tàu thuốc, bập bập hút vài hơi, gật gật đầu. Lên đi, tổng quản cũng dặn dò đường phong. Ra biển làm việc, hết thảy phải cẩn thận, là lão là người rất quen thuộc hải vực chung quanh đây. Có lão ta đi theo ngươi, có thể an tâm làm việc. Làm xong việc, lập tức trở về. Ta không muốn bởi vì ngươi gặp nạn trên biển, khiến mang chấp sự trách mắng ta. Vâng, đa tạ tổng quản đại nhân. Đường Phong không người nói. Đi đi. Tổng quản bên tàu khoác tay với đường Phong, xoay người dặn dò là lão. Lần này đi, nói cho thủ hạ, chỉ làm việc mình phải làm, không nên làm việc không nên làm, không nên nhìn cũng không nên nhìn. La lão cười nói, ta sống lâu như vậy rồi, những chuyện này đương nhiên biết. Ngày sau đó quát lớn một tiếng với mười mấy người bên cạnh, chuẩn bị dụng cụ ra biển. Đường Phong đi lên trên thuyền một lúc lâu, chỉ thấy bọn họ không ngừng đem nước ngọt cùng thức ăn mang lên thuyền. Dù sao cũng phải ra biển, nhất định phải chuẩn bị ít đồ. Đợi khoảng một canh giờ, tất cả đồ cũng đã chuẩn bị xong. Những người đó tất cả đều leo lên thuyền, hỏi thăm phương hướng đường phong muốn đi. La lão thét lên một tiếng, người trên thuyền kéo dây thừng, dương buồm lên, nhanh chóng ra khỏi bến tàu. Dần dần, bến tàu trong mắt đường phong biến thành một điểm đen nhỏ. Đứng trên bòn thuyền có gió biển thổi thì có một tư vị khác lạ. Đường phong cảm giác cả người thoải mái, linh khí trên biển so với bất kỳ nơi nào cũng nhiều hơn. Hơn nữa, càng đi sâu vào trong biển, linh khí càng nhiều. Cô nàng xúc động xuống ngồi tu luyện, đường phong đi tới trước mặt là lão lão đầu này thực lực chỉ có huyền giai hẳn là tư chất kém cỏi nếu không lớn tuổi như vậy cũng không chỉ có cảnh giới như vậy nhưng là mỗi người đều có sở trường riêng của chính mình toàn bộ người trên thuyền này đều là tâm phúc của ông ta đường phong tư chất so với ông ta thì tốt hơn ngày sau khẳng định thực lực của hắn cũng cao hơn ông ta nhưng nếu để cho đường phong chỉ huy một chiếc thuyền phòng chừng cũng chỉ có thể đi loanh quanh bến tàu nhìn thấy đường phong đi tới, la lão mở miệng. Tiểu huynh đệ còn trẻ tuổi, có thể được mang chấp sự thưởng thức, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Đường phong ngừng ngùng, cười hai tiếng. Tiền bối quá khen, ngươi gọi ta là đường môn, là được rồi. Đường môn, ta nghe nói mấy ngày trước, có người giết người ở ô Long Bảo, hình như cũng gọi là đường môn, không phải là người chứ. Chợt mày la lão cau lại, bị khiêu khích, bất đắc dị phải hạ sát thủ, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đường Phong không nghĩ đến, tình hắn lại truyền ra ngoài ô Long Bảo. Ngay cả người trên bến tàu cũng biết, thật sự là xấu hổ. Ta nhìn thấy người không kiêu ngạo, không nóng nảy, cho nên sẽ không vô duyên vô cớ mà đồng thủ giết người. La lão gật đầu, đường phong hỏi. La lão à, vùng biển quanh đây người có nắm vững hay không? Vậy mặt la lão nhất thời tràn đầy ngạo khí, hút điêu thuốc, lão đắc ý nói. Cả ô long bảo này không người nào biết rõ bằng ta. Phường viên mấy trăm dặm chung quanh đây, giống như hòa viên nhà ta. Thời điểm chưa có ô Long Bảo, ta đã ở chỗ này bắt cá rồi. Sau khi ô Long Bảo thành lập, ta cũng được đưa vào bên trong bảo. À, thật là tốt quá. Trong lòng đường phong mừng thầm, vội vàng mở miệng hỏi. Vậy là lão người có biết một chỗ như vậy không? Đời đó cách ô Long Bảo khoảng 30 dặm là một hải vực thường xuyên có cá chết xuất hiện. Là lão đang hút một ngụm khói, nhưng không phun ra được. Họ khang mấy tiếng, họ đến mức chảy nước mắt, khó khăn lắm mới dừng lại được. Một lúc lâu ngó nhìn đường phong, vẻ mặt kinh ngạc. Nơi người muốn đi là chỗ này sao? Nói như vậy, là lão thật sự biết chỗ này. Đường phong kích động hỏi, là lão cho mày. Biết, phụ gần hải vực này hoàn toàn là một mảnh tự địa, căn bản không cách nào tiến vào. Mỗi lần ra biển đều phải đi vòng qua khu vực này. Nói như vậy, bạn chấp sự muốn ta đưa người đi địa phương Nói chữ dứt lời La lão vội vàng ngậm miệng lại Chuyện này người như hắn không có thể quản được a à?